Em chào đại ca. Nghe danh đại ca đã lâu, nay mới được gặp mặt. Hai thằng em cứ an tâm ở đây. Về mới vườn tạm lánh. Có việc anh sẽ bảo. Dạ. Đại ca là người miền Bắc, nhưng hào sảng giống như anh hai Nam Bộ vậy. Anh gốc Bắc, nhưng sinh ra ở đây. Anh vào Nam ra Bắc liên tục mà. Vào trong đi. Vào tự nhiên nhá. Dạ. Mời đại ca. Ê, vô. Em làm cho anh chơi lâu chưa? Từ hồi ra trại anh ạ. Có đi à? Vâng. Án gì? Lúc mới học xong, em lên với ông anh em lên bãi vàng bán trắng cho bọn phu mỏ. Rồi, em bị ốt vào trại Xuân Lập nằm giam năm. Lúc ra trại thì em lên Mường Kim làm vệ sĩ cho anh Trư. Anh Trư đứt thì em giặt về cho anh Huy Hạt đây. Mà anh Huy Hạt lại đang dính trời này. Nói chung là số em đen lắm anh ạ. Về làm cho anh. Anh giao cho hai em vận chuyển hàng. Mối lái của anh Trư em nắm rồi. Cứ thế mà làm thôi. Dạ, bọn em đang xa cơ lỡ vận, được anh cưu mang thì thật là quý quá. Về ở với anh không lo về tiền, nhưng quan trọng đừng tự đào hầm mà chôn mình. Có một thằng kiếm rất nhiều tiền, ăn chơi cũng chán nên tự đào hầm chôn tiền trong nhà. Nó trước đây làm cho anh thuộc mối mánh lách luật rồi đòi ra làm riêng. Nó phạm luật nên anh cho biết hầm luôn. Nó vẫn ở trong hầm cũng vài năm rồi. Đã ra làm ăn chỉ có một chủ. Việc của mình làm. Nếu có bị bắt thì cậm miệng. Cắn răng mà ngậm miệng. Uống đây. Đây, vô.